Xin chào các bạn, thì thực chất phải nói là SH2020 quá cao so với chiều cao 1m6 của Vinh. Cho nên Vinh sẽ làm một cái bước đi rất là trí tuệ, là Vinh sẽ thay những cái mẫu phụ đồ chơi cho xe của mình. Cụ thể là sản phẩm của Racing Boy, nó có thể thay đổi được độ nén của lò xo, và Vinh xả nhẹ cái lò xo đó ra. Thì khi xả nhẹ như vậy cộng với cái sức nặng hơn 60kg của Vinh, thì cái đuôi xe nó sẽ bị lún xuống một tí xíu, thì chắc có thể là Vinh chống chân sẽ được tốt hơn. Thì nói vui thế thôi, chứ hôm nay Vinh sẽ tổng hợp về phụ Racing Boy dành cho cái dòng xe SH Việt Nam đang có bán tại shop 2 bánh. Đối với những cái mẫu phụ Racing Boy này, tất cả đều mang chế độ bảo hành 12 tháng, một đổi một, chính hãng của Racing Boy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với video clip này. Để cho các bạn tiện cho việc tham khảo hơn về những cái dòng phụ Racing Boy mà Vinh sắp giới thiệu ở dưới đây, thì Vinh sẽ nói theo thứ tự giá từ thấp tới cao, từ ít tăng chỉnh cho tới quá trời tăng chỉnh luôn, để cho các bạn dễ dàng mua, dễ dàng lựa chọn. Đầu tiên chúng ta nên nói về cây nào đây ta? Đây, Vinh có cây ở đây là EB2. Thì đối với cây EB2 này sẽ có giá là 1.800.000. Nó sẽ bao gồm 3 màu đen, đỏ và vàng. Thì sau đây anh camera sẽ zoom gần lại để cho các bạn có thể xem cận cảnh về cây phuộc này. Về chất liệu của hai đầu phuộc thì theo Vinh đánh giá là được làm bằng nhôm cực kỳ tinh xảo, rất là chắc chắn, kiên cố khi mà chúng ta gắp lên xe. Đấy, các bạn thấy đó, từng mối hàn, nhà sản xuất đều làm vô cùng tỉ mỉ và mài dũa trong từng góc cạnh nhỏ nhất của cây phuộc luôn. Quan trọng nhất là ở cái màu của lò xo của phiên bản EB2 này. Thì theo như Vinh thấy á, là cái lò xo của nó hơi đen, nhưng mà có thêm một chút xíu xám và có thêm ánh kim tuyến ở trong nữa. Chắc chắn luôn, đặc biệt và nổi bật lắm luôn khi các bạn gắn cây phuộc EB2 của Racing Boy này. Mẫu mà Vinh đang chưng ở đây, Vinh sẽ thôi chọn trước màu vàng, nổi bật, dễ nói. Đây, đối với dòng này sẽ có giá là 2.000.000. Thì phiên bản này sẽ có những gì? Đổi góc quay, rồi Vinh sẽ nói cho các bạn nghe. Thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? À, chân phuộc trên của nó được làm bằng chất liệu nhôm, nói ra dài ra tới cái chi tiết mà để cố định chiếc bình dầu này. Nhưng phần chân dưới của nó, Vinh sẽ lật lại cho các bạn xem, thì chân dưới của nó lại được làm bằng sắt, tạo ra hai chất liệu khác biệt nhau, đem lại cái sự phá cách khác biệt cho cây phuộc. Thì đối với cái phiên bản này, chúng ta sẽ có 3 màu của lò xo để các bạn lựa. Lò xo vàng là phiên bản này Vinh đang cầm đây, còn có phiên bản là lò xo đen hoặc là lò xo đỏ nữa. Bên cạnh đó chúng ta còn có một cái phiên bản siêu cao cấp hơn. Đây, MB2 ti vàng, thì đối với phiên bản này sẽ có giá là 2.500.000. Full đen một cây, và đặc biệt nhất là ti phục của nó được làm bằng màu vàng. Chung quy lại ở ba cái phục trên thì chúng ta sẽ có gì? Những mẫu phục tích hợp bình dầu liền. Chúng ta chỉ có một chế độ tăng chỉnh duy nhất là thay đổi được độ nén của lò xo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phiên bản khác, và phiên bản này của nó sẽ có mã là S2. Thì đối với phiên bản này chúng ta sẽ có giá, đây Vinh xem, thì đối với phiên bản S2 này, xin lỗi các bạn, là phiên bản S2 sẽ có giá là 2.700.000 đồng. Về hình ảnh của nó thì ở đây Vinh chưa chuẩn bị kịp, cho nên các bạn xem những hình ảnh mà khách hàng đã gắn ở trên xe tại shop 2 bánh đi nha. Đây là một mẫu phuộc không có bình dầu, kiểu dáng của nó sẽ gọn gàng và đẹp, tương tự như Vin. Nhưng ngon hơn Vin ở chỗ là ti phuộc lớn, lò xo lớn, kèm theo đó là hai chế độ tăng chỉnh, rebound ngay phần chân và thay đổi được độ nén của lò xo. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta muốn những dòng phuộc vừa có bình dầu, vừa có nhiều chế độ tăng chỉnh, thì giá của nó sẽ hơi cao một tí xíu, các bạn thông cảm giùm Vin nha, vì mức giá đó là nhà sản xuất đưa ra mà. Thì để Vin xem chúng ta sẽ có phiên bản nào giới thiệu trước đây. Đây, Racing Boy VS, thì mẫu này sẽ có giá là 3.850.000. Thì các bạn thấy sao? Chứ riêng Vinh là thấy cái phiên bản này là đẹp nhất. Thì nó đẹp ra sao thì zoom gần lại đi, thì các bạn sẽ thấy được cái đẹp của nó. Phải nói mà dưới mức giá 4 triệu trở xuống thì cái phiên bản VS này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Hoàn hảo về kiểu dáng, hoàn hảo về màu sắc, và kể cả những cái chế độ tăng chỉnh đi kèm ở bên trên phuộc. Chúng ta sẽ có gì nè, một cái chất liệu nhôm ở bên đây cực to, rất là đẹp luôn nè. Ở đây còn có cái dòng chữ thương hiệu của Racing Boy, nói liền cái màu xám ra tới ngoài đây là nguyên cái bình dầu màu đen, kết hợp cùng với lò xo đen nữa, thì ôi thôi rồi, cái phuộc này là một cái phiên bản phối màu mà mình cảm thấy rất là đẹp. Kèm theo đó ở dưới chân
chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ tăng chỉnh nữa, chính là rebound của phuộc nè. Chúng ta có thể tăng chỉnh trước rồi gáp lên xe, hoặc là gáp lên xe rồi chúng ta có thể vừa đi vừa trải nghiệm nó và sau đó tăng chỉnh lại sao cho vừa ý của mình vẫn được. Thì Vinh xin nhắc lại, giá của dòng phuộc này sẽ là 3.850.000. Chúng ta sẽ có 3 màu để các bạn lựa chọn: đen, đỏ và vàng. Và bên cạnh cái bảng màu này, chúng ta còn có một cái phiên bản có mức giá là 4.400.000 đồng. Thì nó sẽ là full đen, ti vàng. Thì phiên bản này hiện tại Vinh không có sẵn bảng màu ở đây, cho nên các bạn coi hình ảnh giùm Vinh. Thì đối với phiên bản này sẽ là có giá là 4.400.000. Thì nãy giờ Vinh đã giới thiệu đến cho các bạn về những cái mã phuộc có bình dầu nằm trên và có phiên bản không bình dầu nữa. Còn bây giờ Vinh sẽ đem đến các bạn một cái làn gió mới hơn, đó là phuộc bình dầu nằm dưới. Thì đối với phiên bản phuộc bình dầu nằm dưới này, chúng ta sẽ có giá là 2.500.000, và 2.500.000 của chúng ta có đáng hay không thì Vinh xin mời các bạn xem hình ảnh của cái phuộc. Đây, phiên bản 2.500.000 của Racing Boy. Ui da, xé bọc luôn, giới thiệu sản phẩm mà. Giá của phiên bản SP3 sẽ là 2.500.000. Chúng ta sẽ có những gì đây? Một chiếc bình dầu thay vì được đặt đưa lên hoặc là đặt trên đây đưa xuống thì nó sẽ được đặt nằm ngang, nhỏ nhắn xinh xắn nè, với hai chế độ tăng chỉnh là độ nén của lò xo, và chúng ta có thể chỉnh được rebound thông qua một cái lục giác sẽ được tặng kèm khi các bạn mua sản phẩm. Đây, với cây phuộc này Vinh cảm thấy nó độc đáo, nó lạ mắt hơn đối với những cái phiên bản bình dầu trên hay là bình dầu dưới mà chúng ta đã quá quen mắt trong thời gian vừa qua đó. Còn ở cây phuộc này chúng ta sẽ coi là còn những cái điểm gì khác lạ nữa. À, chính là đây, đối với cái phần chén phuộc nằm trên của nó được khắc hoa văn theo kiểu ngôi sao, nhìn nó độc đáo và xịn sò hơn cho cây phuộc. Thì phiên bản này của chúng ta cũng sẽ có 3 màu, đó chính là vàng, đen và đỏ. Cuối cùng chúng ta sẽ còn một mã nữa, đó chính là Racing Boy, mã của nó sẽ là VD. Thì nó là cái hộp nằm bên cuối cùng đây, để mình lấy phuộc cái đã. Đây, đây là cái phiên bản phuộc đó, Vinh cảm thấy rằng đây được coi như là một cái chùm cuối luôn á. Vừa có tới 3 chế độ tăng chỉnh, vừa được tặng kèm cho lò xo nữa nè. Chính vì vậy mà giá của nó sẽ là 4.550.000 đồng dành cho phiên bản là ti trắng. Còn đối với phiên bản ti vàng, chúng ta sẽ có giá là 5.100.000. Đó, thì bây giờ anh camera sẽ zoom gần lại, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích về những cái tính năng tăng chỉnh bên trên của phuộc. Ở trong phuộc này, tại sao Vinh gọi là chùm cuối thì các bạn hãy soi rõ ở đây. Chúng ta sẽ có đến tận là 3 chế độ tăng chỉnh. Thứ nhất là chỉnh compression, là chúng ta chỉnh bằng một cây lục giác nhỏ sẽ được tặng kèm khi các bạn mua phuộc. Thứ hai là chỉnh rebound ở dưới chân, thì như những cái phiên bản phuộc nãy giờ Vinh đã giới thiệu cho các bạn cũng có tính năng này. Và thứ ba nữa chính là thay đổi được độ nén của lò xo nè, bằng một chiếc vòng CNC rất là đẹp luôn. Chúng ta chỉ cần dặn qua dặn lại thôi thì lò xo sẽ bị nén xuống hoặc là xả lên, tùy theo cái cân nặng của bản thân mà chúng ta tăng chỉnh sao cho hợp lý nhất. Và cuối cùng ở phiên bản này đặc biệt nhất là tặng kèm thêm cho các bạn lò xo nữa. Thì đối với lò xo này chúng ta có thể đem đi sơn hay gì đó đổi màu cho phuộc để đổi mới gió khi mà chúng ta đã chán cái màu đỏ này rồi, hoặc là chúng ta vẫn đang thích màu đỏ nhưng mà lò xo đã bị chóc chày gì đó thì chúng ta cũng có thể thay luôn, vô cùng tiện lợi. Thì một thông tin nữa cho các bạn, đó chính là tất cả những dòng phuộc Racing Boy dành cho dòng xe SH mà nãy giờ Vinh giới thiệu đến cho các bạn đều có cùng chung chiều cao sẽ là 380mm, tương tự như phuộc Jin, cho nên khi lắp ráp các bạn không cần bị cắt khoét hay là thay đổi chiều cao của xe gì hết. Mọi thứ đều an toàn như đồ Jin hết. Và tất cả những vòng phuộc này đều có chế độ bảo hành là 12 tháng, một đổi một theo lỗi của nhà sản xuất. Về shop hai bánh, chúng tôi còn kinh doanh thêm phuộc ISS nữa, nhưng là vì trọng tâm của video clip ngày hôm nay Vinh chỉ nói về phuộc Racing Boy thôi, cho nên sẽ hẹn những anh em nào mà thích phuộc ISS ở video clip sau. Ngoài về phuộc ra, chúng tôi còn có nhớt, vỏ xe, phụ tùng và đồ chơi khác dành cho dòng xe SH, Vinh sẽ bỏ bên dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng tìm kiếm, với số hotline là 0938820202. Thông qua số đó các bạn có thể mua hàng online, hoặc cần tư vấn gì thêm cũng có thể liên hệ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.